Hôm qua, các bác sĩ ung bướu và ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bóc được trọn vẹn khối bướu quái hiếm gặp trên thế giới cho một bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi. Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khối bướu quái vừa là mô đặc vừa chứa dịch, thậm chí có cả xương tóc. Bướu quái thường gặp ở cơ quan sinh dục như buồng trứng, tinh hoàn, vùng xương cùng cụt, trong lồng ngực. Bướu quái vùng cổ hoặc vùng sọ cũng khá hiếm gặp. Còn trường hợp kết hợp cả hai, lan từ cổ lên vùng sọ như của bệnh nhi này là cực kỳ hy hữu. Các bác sĩ đã chọn phương án phẫu thuật lấy khối bướu ra, giải thoát bé gái khỏi nguy cơ chèn ép đường thở, thực quản, chèn ép não dẫn đến tử vong. Y văn thế giới từng ghi nhận một trường hợp tương tự tại Mỹ của một sản phụ 32 tuổi. Bước đầu chẩn đoán phát hiện khi người mẹ mang thai 24 tuần tuổi và phẫu thuật ngay khi trẻ chào đời. Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt được Đoàn Duy Phong vào hôm qua. Phong là hung thủ gây ra vụ án mạng khi đang đánh bạc tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước. Sự việc xảy ra trong chiếu bạc tại cánh rừng keo thuộc thôn 4 xã Tiên An, Tiên Phước. Khi đó giữa Phong và anh Trần Ngọc Tuất là người địa phương xảy ra mâu thuẫn. Phong đã dùng dao đâm chết anh Tuất. Sau khi gây án, Phong đã bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Bình Chuẩn thuộc thị xã Bình An, tỉnh Bình Dương. Công an đã di lý Đoàn Duy Phong từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Nam để điều tra làm rõ. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ một nam thanh niên chạy xe máy cướp giật tài sản trên đường Âu Cơ, quận 11 để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Tại cơ quan công an, Huỳnh Thanh Nhân 27 tuổi ở quận 11 khai, ngày 14 tháng 1, Nhân chạy xe máy chở Dương Tấn Hiền 22 tuổi cùng ở quận 11 đang lưu thông trên đường Âu Cơ. Khi đến địa bàn phường 14 thì Nhân thả Hiền ở một con hẻm rồi quay lại giật điện thoại iPhone 6 Plus của một phụ nữ tên Dung, sau đó tăng ga bỏ chạy. Sau khi cướp thành công, Nhân nhờ Tôn Chí Hào 20 tuổi ở quận 11 đem điện thoại đi bán được 4 triệu 200 ngàn đồng và trả công cho Hào 200 ngàn đồng. Qua điều tra, công an nhanh chóng bắt được Nhân và Hào. Được biết, Nhân đã có 2 tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản. Riêng Hào có 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hà Phi Thuận 20 tuổi ở quận 6, Ngô Ngọc Phát 26 tuổi ở huyện Bình Chánh, Huỳnh Vĩ Minh 32 tuổi ở quận 5 và Nguyễn Văn Khuê 62 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe gian. Theo cơ quan công an, chiều ngày 15 tháng 1, Thuận và Phát chạy xe máy trên đường Tôn Thất Hiệp thì thấy xe máy của anh Lương Anh Thuật 24 tuổi quê ở tỉnh Long An dựng trước nhà. Thuận liền vào trộm rồi cả hai mang xe đi gửi ở tầng hầm của một chung cư, rồi Phát gọi điện thoại nhờ Minh đem xe đi bán. Minh bán xe cho Khuê với giá 5 triệu đồng và tháo rãm mang phụ tùng bán tại chợ Tân Thành để kiếm lời. Từ đơn trình báo của nạn nhân, công an quận 11 vào cuộc điều tra và bắt được 4 đối tượng này. Tại trụ sở công an, cả 4 đều thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Lực lượng bộ đội biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vừa bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo trái phép qua khu vực biên giới thông qua cửa khẩu này trong ngày 20 tháng 1. Qua công tác kiểm tra xe khách có dấu hiệu nghi vấn chạy hướng từ Lào về Việt Nam, tổ công tác đã phát hiện trong ba lô tài xế chứa 25 kg pháo nổ các loại. Điều tra ban đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Viết Thắng đến từ tỉnh Nghệ An, làm nghề phụ hồ tại Lào. Trên đường về quê ăn Tết, Thắng đã mua số pháo này tại tỉnh Sê Công, Lào để chuyển về Việt Nam. Trước đó một ngày, tại đây cũng bắt đối tượng Nguyễn Văn Tú 24 tuổi, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc khi đang vận chuyển 14 kg pháo từ Lào về Việt Nam. Có thể thấy, tình trạng mua bán trái phép pháo nổ diễn biến phức tạp dịp cuối năm, đặc biệt là những địa phương có tuyến đường biên giới. Các đối tượng thường cất giấu rất tinh vi, chia nhỏ số lượng để qua mặt lực lượng chức năng. Liên quan đến tình trạng vận chuyển hàng lậu thì vào sáng nay, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang Thái Văn Cường ở xã Mỹ Nhân, huyện Ba Tri lái xe ô tô hướng từ tỉnh Tiền Giang về thành phố Bến Tre, chở trên xe số lượng lớn thuốc lá nhập lậu. Qua làm việc, Cường khai nhận đã mua số thuốc lá này từ cửa khẩu Tho Mo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về bán lại cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để kiếm lời. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu, một xe ô tô, một giấy chứng nhận đăng ký xe và một giấy phép lái xe. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Một cơ sở sản xuất ruột xe máy giả vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang khi đang thực hiện các công đoạn sản xuất vào trưa ngày hôm qua. Cơ sở do ông Mai Văn Huy ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.200 ruột xe các loại. Trong đó, hơn 300 ruột xe sau khi tái chế đã đóng gói bằng bao bì giả nhãn hiệu, hơn 800 ruột khác đã và đang được tái chế và gần 1.000 bao bì giả nhãn hiệu. Ngoài ra, cơ sở này còn có 2 bao tải chứa gần 100 bình nhất giả nhãn hiệu. Ông Huy thừa nhận việc thu mua ruột xe máy cũ, sau đó mang về nung nóng, bóc miếng vá cũ ra, rồi dùng máy đánh nhám đánh bóng và hấp lại lỗ thủng bằng một miếng cao su nhỏ. Cuối cùng, ruột xe được kiểm tra độ căng rồi nhúng vào dung dịch hóa chất có hoạt tính đánh bóng cao để ruột xe trông như mới. Các ruột xe sau khi hóa phép được đưa đi bỏ mối cho một số cơ sở sửa xe máy trên địa bàn Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh với giá 6.000 đồng một cái.
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng trên đường Tăng Nhân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30, người dân thấy lửa cháy dữ dội kèm theo một số tiếng nổ lớn tại khu vực bên trong nhà xưởng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 đã điều gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Các tuyến đường xung quanh khu vực này bị phong tỏa. Được biết, đây là khu đất của quân đội quản lý và cho thuê lại để làm nhà xưởng. Hàng trăm công nhân làm việc tại đây được nghỉ tạm thời trong buổi sáng để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã cứu được 4 thuyền viên của tàu hàng mang số hiệu Bạch Đằng 06 bị nạn trên khu vực biển cách phía bắc đảo Bạch Long Vĩ, vùng biển thành phố Hải Phòng 7 hải lý vào hôm qua. Những người bị nạn cho biết khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tàu Bạch Đằng 06 với 5 thành viên đi qua khu vực biển này thì gặp sóng gió to, tàu bị vỡ mạn và chìm dần. Các thuyền viên chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu, rời đi thì tàu đã chìm hẳn. Bộ Tư lệnh đã điều tàu Cảnh sát biển 4036 đang trực trên biển nhanh chóng đến ứng cứu tàu bị nạn, đưa được 4 thuyền viên trên phao lên tàu an toàn. Hiện còn thuyền viên Lê Đức Hoàng, 46 tuổi, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Quảng Bình vẫn đang mất tích. Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4036 đã tổ chức chăm sóc y tế, cấp quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên tàu bị nạn. Tàu Cảnh sát biển 4036 vẫn đang tìm kiếm thuyền viên còn lại. Thưa quý vị, theo Nghị định số 87/2016 của Chính phủ quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, chỉ các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh có địa điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng mới được bán mũ bảo hiểm. Thế nhưng sau gần nửa tháng nghị định có hiệu lực, việc bày bán mũ bảo hiểm vẫn tràn lan trên vỉa hè, đặc biệt là dịp cận Tết. Ngay cả người bán và người mua đều chưa biết nhiều về nghị định này. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Tin Nóng 24 giờ về tình hình này. Nghị định 87 quy định điều kiện để kinh doanh mũ bảo hiểm phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, là hộ kinh doanh, hộ gia đình đã đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Các đại lý bán lẻ mũ bảo hiểm phải có địa chỉ rõ ràng, phải có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, được gắn hoặc treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của đại lý hoặc cửa hàng ở vị trí dễ quan sát. Thế nhưng, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn bày bán mũ bảo hiểm được treo trên các cây hàng. Những sạp này chuyên bán các loại mũ bảo hiểm có trọng lượng rất nhẹ, với lớp vỏ bằng nhựa mỏng, dễ bị bẻ cong và điểm kinh doanh là vỉa hè không có biển hiệu. Một phụ nữ khoảng 35 tuổi đang bày bán mũ bảo hiểm trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, quận 5 cho biết chị không hề nghe đến nghị định mới này. Đồng thời, gian hàng của chị cũng không có biển hiệu nào. Điều đó đồng nghĩa với việc kinh doanh của chị đang vi phạm pháp luật, vi phạm nghị định 87. Chị có biết cái gì đó? Cái gì nghị định 87 gì đó? Hầu hết các điểm kinh doanh mũ bảo hiểm trên vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh đều không có biển hiệu và không có giấy phép kinh doanh. Cách đó không xa, một phụ nữ có thâm niên hơn chục năm bán mũ bảo hiểm đang giao bán các loại mũ với các mức giá từ 100 đến 300 ngàn đồng một cái. Người này cho biết, gần Tết nhu cầu sắm mũ bảo hiểm mới để đi chơi xuân nhiều, đây là dịp làm ăn và bà không nghe gì về nghị định mới. Đồng thời bà cũng không quan tâm tới biển hiệu, bởi bán ngoài đường thì khách hàng chỉ cần đi ngang qua là thấy. Có ai nói cô là nghị định mới là 87 gì đó không? Không. Ông Đinh Văn Chữ, Tổng thư ký câu lạc bộ mũ bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hàng loạt các văn bản, chỉ thị, thông tư liên tịch được ban hành nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán mũ bảo hiểm không đạt chất lượng thì tình trạng gian lận vẫn không giải quyết triệt để. Tới thời điểm này, một lần nữa các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm tiếp tục kỳ vọng vào nghị định 87/2016/NĐ-CP như một chiếc phao cứu sinh để dần dần làm lành mạnh thị trường mũ bảo hiểm, trước hết là khâu sản xuất, phân phối. Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố những nội dung tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường Tết Đinh Dậu 2017, trong đó có mặt hàng mũ bảo hiểm. Theo đó, Sở sẽ tiếp tục kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm, chú ý các điểm tại lề đường, vỉa hè, kiểm tra nơi sản xuất lắp ráp mũ bảo hiểm không đăng ký kinh doanh, không chứng nhận hợp quy, lắp ráp mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, sản xuất mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu, đặc biệt tại các nhà trọ, mặt bằng thuê lắp ráp mũ bảo hiểm ở các huyện ngoại thành.